Thưa quý vị, thời gian qua cùng với cả hệ thống chính trị, cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã luôn nỗ lực học tập, lao động, khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển của đất nước, thể hiện khát vọng công hiến và vươn lên mạnh mẽ. Những năm gần đây, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã có những tiến bộ rõ nét, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ khẳng định phẩm chất tốt đẹp, tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình xã hội. Tính riêng từ năm 2009-2021, thành phố Đà Nẵng có 2.137 vụ bạo lực gia đình đã được phát hiện và xử lý. Nhiều vụ việc bạo lực xâm hại gây bức xúc và lo lắng trong dư luận. Để khẳng định hơn nữa vai trò khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, thích ứng và hội nhập trong xu thế phát triển chung của nhân loại, đòi hỏi phụ nữ và nỗ lực nhiều mặt như có tri thức, có văn hóa, có kỹ năng sống tự lập, biết đối mặt với áp lực và vượt lên mọi khó khăn, thử thách và chúng tôi tập trung về cái công tác tuyên truyền và xây dựng những cái mô hình mới à, nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành ví dụ như à, ra mắt một cái mô hình rất là mới đó là quét mã qr à, những cái địa chỉ à, tin cậy và nhà tạm lánh để những người phụ nữ à, và trẻ em khi mà bị bạo hành thì có cái nơi để tạm lánh mong muốn thành phố làm đẩy mạnh hơn nữa công tác là phòng chống um, bạo lực đối với trình phụ nữ và trẻ em cái thứ hai nữa là mong muốn là những hội viên mà có hoàn cảnh khó khăn để là giúp đỡ hỗ trợ về an sinh công tác an sinh xã hội. Trước tác động của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng đã linh hoạt tìm được cách thích ứng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng chứng là số lượng dự gửi về dự thi cấp trung ương cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp lần thứ tư với chủ đề phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm ô cốt ngày càng tăng cùng những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ để duy trì sản xuất tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi mặt hàng theo nhu cầu của thị trường đã cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm khôi phục và phát triển kinh tế hậu covid-19 của phụ nữ khẳng định bản sắc văn hóa của người Đà Nẵng năng động sáng tạo thân thiện và có nếp sống văn minh đô thị làm nền tảng cho sự phát triển bền vững bên cạnh đó các cấp hội sẽ vận động xã hội xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ trẻ em đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tiên phong hành động vì thành phố an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Phụ nữ giờ đây không chỉ là một phần quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn trở thành một lực lượng có vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế đất nước. Có thể thấy phụ nữ Đà Nẵng nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nguồn năng lượng tiềm tàng ấy tạo thành sức mạnh, giúp phụ nữ Việt Nam có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.